Hello, chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Clip này mình sẽ làm về khẩu Glock 18C Quan Vũ. Đây là hàng tặng kèm khi các bạn mua khẩu M4A1 ấy. Bởi vì nó không được tăng đạn, nhưng mà nó có một cái sức hút thực sự là quyến rũ, thực sự là ma mị. Phiên bản súng nâng cấp đầu tiên của dòng Glock mà định mệnh mỗi khi cái tên nó vang lên thôi, chúng ta nhớ lại cái tuổi thơ huy hoàng, cày cả băng đạn vào mặt mà không thằng nào nó chết. Anh em có thể bắn auto được nhá. Quên đi cái thời vì kích chuột liên tục mỗi khi các bạn muốn bắn súng lục đi. Bây giờ được cứ giữ ly, Phu Sen hân hạnh tài trợ chương trình này. Mình kích nửa đạn thì nó khá khá hơn 400 viên lục thì anh em có thể thoải mái mà bắn đi. Úi giời ơi, úi giời ơi, em xin. Nữa nào, không còn lại thì thôi rồi. Đính mạnh, úi giời. Úi giời, anh Tô Xanh này còn quay lại được cái gì? Ơ, mày là ai? Tao không quên mày, mày đi ra đi. Đừng lại gần đây nữa, tao bỏ bố tao đấy. Anh em thấy không? Đam dí sát vào đầu, định mệnh cả một băng đạn 27 viên nó mới được tầm 2k máu. Dí sát vào đầu liên tục ấy. Đấy mà nhiều ông mà không có VIP kích vào để bắn khẩu này là hơi sida đấy. Bởi vì nó ra đạn khá là nhanh. Có ai không? Úi giời ơi, hello bạn, how are you? Xuống hết đây, bơi tất vào đây. Nhanh lên nào. Úi giời, định mệnh. Thôi, mình nói thật là zoom lon, đừng hòng mà lên mút được khẩu này. Còn nhầm nháy phí thế, lại rơi xuống cái lỗ chứ. Định mệnh đường rộng thanh thang mà không đi. Bạn định chui xuống đây làm cái gì? Ở trên hái hoa bắt bướm, ngắm trăng nhìn sao với mình có phải sướng hơn không? Rồi nhầm nháy nữa, úi giời ơi. Một thằng hút lắm bạn ơi, này còn hút nữa chứ này. Cái tư thế ngồi trong này ghét thế cơ chứ. Dâng hết cả cái phao câu lên cho mình mút thế này. À quên, định mệnh nói thế là mình hạ thấp mình quá. Cho mình đấm thế này, ok. Nó lại phê lắm cơ. Ôi, lại nữa à bạn. Bạn định chặn đường mình á. Một khẩu súng có thể gọi là định mệnh, nó bắn đạn như máy khâu. Liên tục tục, nhìn xuống thật đấy. Em chạy rất nhẹ thôi, anh em có thể bay nhảy rất ụt. Ôi thôi, ra, em không chơi, mày quá định mệnh. Một pha chém gió như thần của mình, gió thổi bay luôn xuống đất. Tiếp tục clip thôi, vẫn phòng đấy anh em nhá, mình vừa nghỉ một hiệp. Clip này là clip thứ hai mình làm về khẩu Glock này. Lần trước làm ở bên sếp QQ ấy, thì thực sự lượng đạn nó không cho phép. Bắn hết một trận thì cũng không được thoải mái cho lắm. Nhưng bây giờ thì thôi rồi. Úi giời, anh Tơ tốt quá cơ. Tơ đấy, có trái tim nhân ái đấy. Tôi biết mình bắn súng lục xa nó không được đam, nên cứ phải lại gần. Gần xít xịt xịt giơ đầu cho mình bắn cơ. Chào yêu thương đến cái mức đấy là cùng. Đấy, lại được cái thằng này nữa. Đúng là cuộc đời có người lành người lọ. Bố thì nó cậy nó chạy nhanh kìa. Nhìn nó ghét không cái chứ. Ô thằng ngáo kìa. Ô nó đuổi mình ra tận đây lại chạy. Đấy, yếu máu nhỉ. Vẫn trầu lắm, vẫn trầu lắm. Bắn từng đấy đạm nó chưa có một cái biểu hiện gì là anh yếu sinh lý cần uống xích thú vương cả. Ôi, thiên phiến kìa. Anh em có quay qua vật này nhỉ. Trong zoom thì ít bạn cầm thiết phiến lắm. Úi giời ơi, úi giời ơi, làm gì mà căng. À lên đây nào, thanh niên chạy ra lúc tường. À lại chạy ra tiếp à. Chúng ta là chơi những cái trò chơi trốn tìm với nhau. Mày trốn tìm này. Úi giời ơi, úi giời ơi. Xa nhau lắm nhưng mà chúng ta vẫn mới được tới nhau. Nó còn ló cái đầu ra nó nhìn mình và lờ nhà nó. Thanh niên nhấp nháy, có một thằng nhấp nháy. Ý, rồi rơi mới đèn như lên đấy mà mày còn rơi. Khó đấy, có cái lớp thang nào đâu mà nó lại nhảy xịt phát đấy nhỉ. Thằng Tư vẫn đang nhấp nháy. Ôi, đứng im hồi máu kìa. Ô. Mày hồi máu à bưởi. Định mệnh nó sống dậy rồi. Úi trời ơi, úi trời ơi. Tỏ lái, tỏ lái. May quá, trong đó vẫn chưa lấy được cái giáp của mình. Eo ơi, tỏ dùng non kìa. Thằng Tư đấy còn đang nhấp nháy đấy chứ. Úi giời. Hỏi em vẫn chạy. Em vẫn xong phi. Em ơi. Bác thang lên hỏi ông giời. Đi săn không kích còn gì là vui. Trời ơi. Xót ruột thế cái định mệnh đó. Còn có mấy giây nữa thôi là tôi nhìn được cái dòng chữ soi lưa chay win rồi. Một cái dòng chữ có thể xoa dị bất kỳ trái tim của một thằng đi săn nào. Vợ lời là chúng nó. Định mệnh bọn khốn nạn cuốn ác ôn. Thế mà cũng kích người ta có ăn được kill deck đâu cơ chứ. Muốn chạy thì mà chúng nó cũng đuổi. Úi giời ơi. Sorry bạn nha, còn lại nó đẩy nó không ăn thua lắm bạn ạ.
Tớ nó cứ lao như tên lửa thế thì mình chịu thôi. Bố ở lớp thì cũng không cố được. Thằng Tơ, định mày nó cứ lảng vảng cho này nghe cái tiếng xẹt xẹt nó ghét thế rồi. Mày nhấp nháy à con lợn này. Ui thôi thôi, sao thế? Ui, thanh niên kinh đấy. Rồi nó nhấp nháy trước mặt mình rồi mà nó ngã ngửa sau nó sang tô một vòng mình cảm thấy hơi bất ngờ đấy. Anh em với nhau, người ta đã mất công người ta đuổi thì thôi cho mình ăn đi. Thì thanh niên xuống luôn chứ. Còn Tơ mà lại ăn vắt cận chiến của mình thì bây giờ có mày được sướng được không? Tiên sư cái thằng TMP vì mỗi miếng ăn thôi mà bây giờ mày hành hạ đồng đội mày thế này đây này. Keo y tá kìa. Keo ơi, thôi em chạy đây. Cho mày có bom. Trời ơi, mặc dù nhìn thấy quả bom rồi các bạn đã lùi lại nhưng mà vẫn để hít hơi. Bom gì mà khắm thế. Thôi chơi y tá đi bạn ơi. Bạn phải chém chết được con đấy thì thực sự là bây giờ tỏa sáng lắm. Mày có định hút à? Định hút à mày? Nó vẫn hút được đen cái xác kìa. Anh điên chảy cối thế. Rồi thằng hủy diệt. Một băng này chắc là nó đi không? Úi trời ơi, không xi nhê. Diệp vào đây này, tao giơ mặt cho mày bắn thế này. Vào đây, vào đây. Hả? À? Mày vào đây. Úi thôi 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 thôi. Thế sư cái thằng này nó nhớ kinh quá. Mày nhớ này. Người ta giữ một lần thôi. Mà mình đã mất giáp rồi thì thôi không nên chơi những cái thằng như vậy. Cánh tránh xa cho nó ra. Những cái thằng vậy là nó không biết đùa rồi. Lúc ấy mình chỉ giơ cái cần nút cơ hai vip ra thì đùa đùa bạn thôi. Ai ngờ bạn đấm mình thật đau đấy. Một nụ cười luôn hé. Thế giới vẫn quay. Còn tôi vẫn nơi đây. Đưa bàn tay lên trời cao. Ôm trọn vào lòng một khoảng trời nhỏ bé. Thôi lo kích thì lo công kích rồi. Buồn làm cái gì anh em ơi. Địch mệnh nó nữa hai lần rồi đấy. Ui sao chị Trinh ơi. Địch mệnh em nói thật với chị. Chị múa quanh cái cột nó đẹp quá cơ. Hai cái thằng zoom này nó cứ đứng nó nhìn cho nó có chém được đâu. Được đấy. Rồi anh em này mạnh mẽ lên nào. Bị không lên bị con Ngọc Trinh nó lừa tình một tí mà các bạn lả lầm như thế. Hãy cứ xả láng đi. Còn có hai zoom đấy. Một thằng nó out rồi kia kìa. Vâng bạn em hợp 789. Sau một thời gian zoom không có biểu hiện gì sinh sản được. Bạn đã rút vốn và ra vào khác đầu tư. Đấy bây giờ nó ra một cái kìa. Zoom cả mã. Bây giờ tôi mới nói thật cái thằng vừa nãy ấy, là nó bị vô sinh. Đây là nó trong phòng làm ảnh hưởng những người đồng đội. Bây giờ zoom bây giờ bắt đầu sinh sản thế này. Đấy đông nhung nhúc như thế này cứ mắm đẻ thế. Mày tập bung rồi mày. Anh Diệt nhìn em à? Vâng em biết anh nhìn em mà nên em có lao lên em mang con nhấp nháy đâu. Em phải chơi anh đã. Úi trời nó đấm. Vâng một bàn tay khá là cơ bắp. Anh cứ đưa ra lại hạ xuống mà rất tiếc là không ăn được cái giáp của mình. Anh nằm xuống luôn rồi. Úi trời anh Tơ kinh quá. Cho anh có bao vàng. Em tốt lắm cứ có cái gì là cho hết. Nó chặn đường kinh thế. Úi trời xuống luôn nè. Định mệnh 11 tháng nó vây mình này. Úi trời ơi. Xuống hộ cái. Chơi chặt chốt như thế này thì ai mà nhảy. Và là có thằng đứng kia nó ngồi. Khoảng thế. Nó biến em biến hero cho lại. Rồi ăn được một đứa. Định mệnh lại trên này có thằng nào nó ngồi. Ở kia kìa. Mày. Ô kẹt kẹt kẹt. Nó ngồi là mình hoảng quá. Và là cho bạn. Mày vào đây này. Thằng nào nữa. Mày sang đây này. Thằng nào nữa. Tơ hả bưởi. Tao sợ mày à. Vào nữa đây. Mút chuột chuột. Vâng gấu nguyên con. Gấu xuất hiện là Hoàng Lăng. Còn mình dừng clip đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Không lại bị kích nữa giờ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video của mình. Khẩu Glock Quan Vũ này là một khẩu súng lục thu hút được rất nhiều sự chú ý của anh em. Lần trước mình làm khẩu M451 ấy thì có rất nhiều comment nói là hãy làm riêng khẩu Glock này một clip đi, như đi nhặt hòm hay cướp súng chẳng hạn. Nhưng mà thực sự cái lượng đạn của nó là quá là bá đạo rồi. Chúng ta có thể thoải mái bắn hết một trận mà không nói đạn. Và nếu bạn nào có thắc mắc ấy, thì mình đã mua gói zombie ở trong Casino Zone. Được thêm 3 băng đạn zombie nữa, kích lượng đạn này bắn rất là sướng. Ê, khẩu này ấy, mình nghĩ là nó chỉ thích hợp trong đánh zombie thôi. Chứ còn nếu mà bắn người thì rất là khó. Bởi vì ở tầm trung với tầm xa thì gần như là nó không lên đam. Mà riêng là bắn người nó có như bắn zombie đâu. Định mệnh công cái khát máu lắm. Một viên thôi. Alakonda vào đầu là ngoại luôn rồi. Không có thời gian mà giải hết cả băng đâu.
Thì các bạn đánh giá khẩu súng này như thế nào? Hãy để lại một comment và một like ở bên dưới nhá. Bye bye, hẹn gặp lại.